Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm nay là mùng 1 Tết dương lịch, mà Tết Quý Mão, Hoa Huy Hoàng Gia đưa cả nhóm coi như đi ăn đây ở nhà hàng Afghanistan. Dạ. Yeah. Đúng. Đây quý vị thấy nhà hàng Afghanistan không? Rất là đẹp. Dạ. Yeah. Đây. Bữa nay Hoa Huy Hoàng Gia ăn được ăn thịnh soạn quý vị coi nè. Rất là tuyệt vời. Mời quý vị, đây Hoàng Gia ngồi đây nè. Wow. Hoàng Gia ngồi. Hồi xưa có rõ đó mấy con ngựa đem đi đâu. Đẹp. Cũng ha. Hải sản. Hải sản. Vì đi không thì yummy. Được ăn thala Afghanistan. Welcome to Sweden. Welcome. Được ăn thala Afghanistan. Afghanistan mẹ con đi. Veteran Layla. Okay. Yeah. Just quick to YouTube. Yeah. YouTube. Yeah. Hello, Veden. Can say that. Yeah. Ông đi có bị sát sao? Đi cam cam bị đi Afghanistan. Can say that. Yeah. Ông đưa về. Can you say no to Afghanistan? Rồng bơ sẽ ăn rồi bơ sẽ vun em một số. YouTube. Yeah. 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 Welcome and option. Ông giờ fit come to YouTube. Ông giờ fit belong đến cả. Đây là ít. Đây là út. Đom xong phía hông rồi. Yeah. Afghanistan also foreign. Yeah, Allah land. Just call them na ha. Yeah. African there la. Thanks so much. Yeah. We said sen. Yeah. You can come to me in YouTube. Yeah. Subscribe. Yeah. Thanks so much. Yeah. Ah. Có cho xin người cho biết cho lên nó rất là sen. Yeah. Oh, you can save for that. Yeah. Đây Afghanistan quý vị. Yes, tôi can. Afghanistan với Thailand đây giết cái phim mà đó. Người Afghanistan á, họ không có ngồi bàn, họ ngồi trên tấm thảm. Đúng rồi. Dạ, yeah, rất là tuyệt vời. Do bà rết ở tiêu hay là về đến Afghanistan, họ giết cho phim mắt đó. Dạ, mắt. Tôi xích ấy hay mà. Dạ. Dạ. Mắt đó. Vì họ muốn là công việc phụ Afghanistan. Dạ. Dạ, đúng không? Giết cho phim mắt phụ Afghanistan. Hát. Dạ, mình. Yeah. Mi snella for me che ya. Ah la ASEAN lender then snella. Yeah. Yeah. Tak va se. Đó quý vị thấy mấy cái rương nè. Đầy đủ. À, đây là cái cột của Afghanistan. Bình rất đẹp, tuyệt vời. Đó, mong rằng quý vị đến Afghanistan, quý vị ăn buffet. Dạ yeah, đây. Đó, lao đồ mấy mặt bên đây làm phóng sự. Mình đưa cả đội để đi tới để ăn uống đây, rồi ăn rất là tuyệt vời này quý vị, pizza nè, thịt này là thịt bò, thịt lam đủ thứ này quý vị, cái này là cái chân của con cừu, tiếng Thụy Điển gọi là lam, con cừu con á, cừu hồng con rất là ngon, ngon lắm, rất đủ loại đậu, đủ loại cơm gạo đây, rất là ngon đây, la lô bé mập có lấy thêm này quý vị đó, cá đó, cái phần này của mình, phần này của la lô bé mập có gà ngon. Có cái này là dona cá bập, thịt này là thịt lam và thịt bò rất ngon. Chú Kiều ơi. Vâng, rất là ngon, mong rằng quý vị có dịp sẽ tới để mà hưởng thụ. Bây giờ la lô bé mập quay sơ đây mình đi. Đây, xin chào quý vị, mình hẹn gặp nhau ở nhà hàng Layla Afghanistan. Xin kính chào và cảm ơn quý vị. Lần này mình lại ăn nó hai lần. Mình ăn nhiều lần với hai lần. Ôi nhiều lần lắm đúng không? Đó, mong rằng quý vị có đến bánh mờ Rosing Golden và vườn hồng quý vị sẽ hưởng thụ đến nhà hàng Afghanistan rất là tuyệt vời. Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Bữa nay mình lại trở lại nhà hàng Layla Afghanistan sau nhiều lần. Bữa nay mùng 1 Tết năm Quý Mão. Mình làm chương trình cống hiến quý vị, đây rất là ngon nè quý vị. Đó, toàn là thịt bò không nè quý vị. Nè, thịt này cá thịt. Nè, cá mới. Đúng nè. đúng. Quý vị thấy không? Đây là bánh đây, cái này là thịt lam nè quý vị, thịt cừu nè, rất là ngon. Quý vị tới đây quý vị ăn thoải mái cho vị quý vị nhà làm đó. Rồi ở đây là dona cá bập quý vị, đây nè. Cái này là cá nè, đủ là cá nè quý vị, rất là ngon. Để đây không sao đó. Đó là lô bắp quý vị thấy cá ngon không? Miếng nào miếng nấy ngon. Cái này ức gà. Cái này ức gà nè quý vị, cá nè. Rồi đậu nè, cái này biết xả quý vị thấy nướng ngon không? Giòn lắm. Đừng có ăn cái đó chứ nó ngon. Mình phải ăn dặm, ngon lắm. Quý vị thấy dĩa salad không? Dĩa salad rất là ngon nè quý vị, có củ hành đỏ. Còn cái này là coi như cái chân của con lam con á, con cừu con á, này quý vị thấy ngon không? Wow.
quý vị thấy ngon không nè. Đó. Quý vị ăn này vô là cái chân của quý vị mạnh mẽ lắm. Đó. Nó có một tô này thay vì người Hoa người ta hầm đủ thứ. Đúng. Ở đây Afghanistan cái này là hầm núi với đậu phộng ngon lắm á. Đúng đúng đây nè quý vị nè. Răng á răng. Quá ngon, xin mời quý vị. Cái này hầm với đậu phộng hết sảy á. Quá ngon này quý vị. Ngon á. Đó quý vị thấy không? Quá nó hầm vừa ăn lắm. Nước súp rất là tuyệt vời. Vâng. Đây có cục xương rồi nó nè quý vị nè. Thịt nạc không nè. Đó quý vị thấy không? Răng non không nè. Quá ngon. Đây. Xin mời. Đó, xin mời quý vị. Quá ngon. Quý vị thấy không? Có cục xương non rất là ngon em. Có cục xương non rất ngon. Rồi xin mời quý vị, mong rằng quý vị có dịp đến đây để hưởng thụ. Quý vị ăn những gì quý vị thích, uống những gì quý vị mê và làm những việc gì mình muốn làm. Đó, tuyệt vời. Hưởng thụ đi đến nơi nào mình thích, các nhà hàng bình dân. Dạ, xin chào, cảm ơn quý vị cảm thấy vui đầu năm, chia sẻ và cho comment cũng như đăng ký kênh cũng như là subscribe và lan tỏa. Vâng, xin cảm ơn, rồi chúc quý vị năm mới an khang dễ gặp nhiều thắng lợi trong cuộc sống hàng ngày. Quá ngon quá hỉ. Ôi tuyệt vời này quý vị, nó tưng tưng ngon lắm. Wow, là lô bánh mập thấy ngon quá. Xin chào quý vị, bữa nay quá tuyệt vời, một nhóm của mình đi ăn gần nhà của La Lô Bánh Mập Cửu Hồng em. Quá ngon Cửu Hồng. Miếng thịt ngon. Đáng giá đồng tiền này quý vị. Cá chiên này quý vị. Cơm ngon. Cơm rất là tuyệt vời. Cơm nho này quý vị. Cơm nho cà rốt, La Lô Bánh Mập muốn làm cái này cho cả nhà ăn. Ngon quá, nè. Quá ngon, xin mời quý vị ăn. Thơm ngon lắm. Nho với cà rốt đó. Hôm nay đồ chiên rất là tuyệt vời. Không thua gì chả chiên của mình. Quá ngon. Người Afghanistan mà hẳn sang người ta cũng biết ăn nhiều đồ ngon giúp Trung Đông quý vị. Rất là ngon, xin chào. Chụp với anh á.